Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại của quân và dân Việt Nam, một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, mà bất cứ người con Việt Nam nào cũng biết đến qua những trang sách lịch sử. Trong trận chiến này cũng đã xuất hiện những điều đặc biệt chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, tiêu biểu cho nghệ thuật quân đội Việt Nam và chiến tranh nhân dân Việt Nam. Nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới, hãy cùng X51 Story tìm hiểu những điều đặc biệt ít người biết này nhé. Điều đặc biệt thứ nhất, người dân tham gia đông gấp nhiều lần quân đội. Trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, chưa từng có trận đánh nào mà số lượng người dân tham gia đông như trận Điện Biên Phủ 1954. Lúc bấy giờ, vùng núi rừng Tây Bắc Việt Nam rộng lớn trên 20.000 km2 nhưng dân cư rất thưa thớt, chỉ có 8,5 người trên 1 km2, nhưng dân công phục vụ cho Điện Biên Phủ đã lên tới hàng chục vạn. Đã có 262.000 dân công và thanh niên xung phong từ Việt Bắc Liên Khu 3, Liên Khu 4 và ở ngay tại Tây Bắc đã tham gia làm đường, vận chuyển tiếp tế lương thực thực phẩm, đạn dược, trang bị, cứu chữa thương bệnh binh, phục vụ chiến dịch. Đội quân đông nhất gồm thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, được huy động từ hậu phương tới hàng chục vạn người và được tổ chức biên chế như quân đội. Tiểu đội, trung đội, đại đội có phiên hiệu riêng và tên gọi riêng, như đội quân xe đạp, đội quân sửa đường, đặc biệt hơn cả là có đội quân đóng cối xay, là một đội quân rất kỳ lạ và cũng rất hy hữu. Chỉ tính riêng đội quân xe đạp đã trên 20.000 người, chưa tính một lực lượng hùng hậu làm nhiệm vụ mở đường, vận tải vũ khí, lương thực theo ba hướng từ biên giới phía Bắc về, từ Trung Du, từ khu 4 ngược lên, bằng đường bộ, đường sông. Điều đặc biệt thứ hai, đội quân xe đạp hùng hậu trở thành vua vận tải của chiến trường. Xe đạp thời điểm 1954 là một tài sản quý, nhưng người dân sẵn sàng mang phục vụ chiến dịch, ra cố thành những chiếc xe thồ hàng, làm nhiệm vụ vận tải lương thực, vũ khí, đạn dược lên chiến trường Điện Biên Phủ. Mỗi chiếc xe đạp thồ lúc đầu chở được 100 kg lương thực, sau đó được cải tiến nâng dần lên chở 200 đến 300 kg, có một dân công người tỉnh Phú Thọ chở được 352 kg. Chiếc xe đạp thồ chở được số lượng gạo gấp 10 lần so với người gánh, trong khi đó suất ăn dọc đường chỉ tốn cho một người. Như vậy một người và một chiếc xe đạp bằng 100 dân công gánh gạo. Tính ra đội quân xe đạp thồ 20.000 người bằng 2 triệu dân công gánh gùi, chưa nói khi quay vòng trở lại người ta còn có tốc độ nhanh hơn. Suốt chiều dài 56 ngày đêm chiến dịch, dân công vận tải của ta đã vận chuyển tổng cộng 14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương khô ra chiến trường, sau khi trừ đi tiêu hao dọc đường. Điều đặc biệt thứ ba, máy bay Pháp tiếp tế cho quân đội Việt Nam. Ở Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy quân Pháp tập trung thả dù tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Họ biết rất rõ việc làm bất đắc dĩ này đã cung cấp cho quân đội Việt Nam từng ngày, số lượng bao nhiêu, những chủng loại gì, vũ khí, đạn dược, lương thực. Biết rất rõ mà không có cách nào hạn chế, khắc phục được. Biết mà vẫn cứ phải tiếp tục làm với số lượng ngày một nhiều hơn, với thời gian không phải là 1-2 ngày, 1-2 tuần mà kéo dài suốt 34 ngày. Pháp đã huy động 100% lực lượng không quân để tiếp tế cả ngày, cả đêm vẫn không đáp ứng cho cái dạ dày Điện Biên Phủ. Phải nhờ cả máy bay vận tải loại mới của Mỹ để thả dù tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Đại tướng Hoàng Văn Thái, khi đó là tham mưu trưởng mặt trận Điện Biên Phủ, kể lại rằng có đến trên 1/3 đồ tiếp tế của Pháp rơi vào trận địa của quân ta, có những thứ ta đang rất cần, mà đã hết hoặc không có như huyết thanh khô, đạn súng cối, đạn Đại Bác. Giữa tháng 4, để chuẩn bị cho đánh lớn, đạn Đại Bác 105 ly của ta đã gần cạn, nếu không có đạn pháo thì không thể tiếp tục tấn công. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể phải điện khẩn nhờ bạn Trung Quốc chi viện. Nhưng Trung Quốc cũng rất hiếm Đại Bác 105 ly, vét các kho được 7.400 viên, chuyển sang gấp cho ta. Nhưng số này mãi đến cuối tháng 5 năm 1954 mới tới Việt Nam, khi đó trận đánh Điện Biên Phủ đã kết thúc. Vậy đạn đâu để đánh? Đó là không quân Pháp đã thả dù sang trận địa ta, tổng cộng 5.000 viên Đại Bác 105 ly. Nếu không có sự tiếp tế của địch có lẽ trận đánh không thể thắng lợi vào ngày mùng 7 tháng 5. Điều đặc biệt thứ tư, thiết bị phản pháo của quân địch bị lừa bởi những khúc gỗ của quân đội Việt Nam. Để đối phó với các thiết bị phản pháo hiện đại của Pháp thời bấy giờ, quân ta đã sử dụng một cách rất thô sơ. Các chỉ huy pháo binh đã lập trận địa nghi binh bằng cách dùng gỗ thui đen thành khẩu pháo giả, ngách nòng lên. Khi pháo thật phát hỏa thì chiến sĩ phụ trách nghi binh từ trong công sự ném bộc phá tung lên không trung, làm cho 80% bom đạn của Pháp dùng phản pháo đã dồn vào đánh pháo giả, từ đó bảo vệ được những trọng pháo quý giá của ta. Trong suốt chiến dịch, quân ta chỉ mất đúng một khẩu pháo 105 ly. Điều đặc biệt thứ năm, tướng Christian de Castri nhận hàm tướng trong tù. Ngày 15 tháng 4 năm 1954, để động viên tinh thần quân lính, Pháp đã thăng quân hàm chuẩn tướng trước thời hạn cho đại tá Christian de Castri. Sau đó, chuẩn tướng cùng một bức thư màu hồng của vợ và một số rượu, bánh kẹo gửi cho Christian de Castri được thả dù xuống trận địa quân ta. Sau khi đầu hàng và bị bắt làm tù binh, ông ta đã được trao tận tay số hàng trên.
Ngoài làm tù binh cho Việt Nam, ông còn từng làm tù binh cho Đức năm 1940 nhưng sau đó vượt ngục năm 1941. Trong quá trình hỏi cung, tướng Christian de Castri đã đề nghị cho ông ta được phát biểu vài cảm nhận về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông ta nói tướng Giáp là một người thông minh, dũng cảm, một người giỏi chỉ huy du kích. Ông ấy cũng giỏi về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Nay qua trận Điện Biên Phủ, tôi thấy tướng Giáp không những giỏi về chỉ huy đánh du kích, mà còn giỏi cả về chỉ huy trận địa chiến, chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng, và cả về nghi binh đánh lừa tình báo đối phương. Tôi hết sức ngạc nhiên là không biết tướng Võ Nguyên Giáp đã tốt nghiệp từ những trường, học viện võ bị cao cấp nào. Nhưng tôi thừa nhận tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn tôi đã đành, mà còn hơn cả tướng Kony và đại tướng Nava. Điều đặc biệt thứ 6, cuộc lui quân chưa từng có dù phương án ban đầu là đánh nhanh thắng nhanh. Trước khi nổ súng mở màn trận Điện Biên Phủ gần 2 tháng, bộ đội ta đã một lần lui quân khỏi các vị trí bàn đạp dù đã bố trí xong xuôi sẵn sàng xuất kích. Cuộc lui quân ở Điện Biên Phủ diễn ra trong bối cảnh quân ta đông hơn, lực lượng mạnh hơn, thế ta lớn hơn. Ta bao vây ở phía trên các triền núi và đã bố trí xong binh lực, hỏa lực. Trung tuần tháng 1 năm 1954, ta đã chuẩn bị xong để tiến công Điện Biên Phủ. Về lực lượng ta có 27 tiểu đoàn bộ binh, địch có 12 tiểu đoàn, trọng pháo yểm trợ cho bộ binh ta có 64 khẩu, địch có 48, pháo của ta đặt trên núi hướng xuống các vị trí tập đoàn địch ở lòng chảo, địch có 5 chiếc xe tăng loại nhẹ và có máy bay yểm trợ từ xa. Nhưng ta có 4 đại đội súng cối 120 ly 16 khẩu, một trung đoàn cao xạ pháo 37 ly 24 khẩu và rất nhiều súng DKZ loại súng chống xe tăng trang bị đến từng đại đội. Ngày 14 tháng 1 năm 1954 tại hang Thẩm Púa, Đại tướng Tổng Tư lệnh và Ban Chỉ huy Mặt trận triệu tập tất cả cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở lên để phổ biến lệnh tác chiến bí mật dự định ngày nổ súng là 20 tháng 1 năm 1954. Do một đơn vị Đại Bác vào trận địa chậm nên quyết định lùi lại thêm 5 ngày, tức là ngày 25 tháng 1 năm 1954, giờ nổ súng là 17 giờ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể, ngày 25 tháng 1 năm 1954 có một sự cố không may xảy ra, một chiến sĩ của đại đoàn 312 bị địch bắt. Sau đó ta đã bắt được điện đài của địch gọi báo cho nhau, Việt Minh sẽ tấn công chiều 25 tháng 1. Thực tế sau này mới biết do cơ quan hậu cần của ta điện báo cho nhau nên địch biết tin, không phải do chiến sĩ bị bắt. Vì thế bộ chỉ huy quyết định hoãn lại 24 giờ, chuyển sang 26 tháng 1. Để có ngày chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954, một mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, cần ghi nhận một ngày rất quan trọng, đó là ngày 25 tháng 1 năm 1954, một bước ngoặt cho trận đánh Điện Biên Phủ. Một quyết định vô cùng quan trọng không chỉ đối với quân đội ta ở Điện Biên Phủ mà còn với cả vận mệnh của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Không có quyết định trong ngày đó thì không biết có chiến thắng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 hay không. Cả đêm 25 tháng 1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ và thấy ba khó khăn hiện lên rất rõ. Một là, bộ đội chủ lực của ta cho đến nay chỉ mới đánh tiêu diệt một tiểu đoàn địch có công sự vững chắc. Nếu các công sự nằm liên hoàn trong một cứ điểm quân số một tiểu đoàn như ở Nà Sản, ta đánh đã không thành công và bị thương vong nhiều. Hai là, trận này là một trận đánh hợp đồng lớn, pháo binh và bộ binh chưa qua tập luyện, chưa qua diễn tập. Vừa qua có trung đoàn trưởng xin trả lại pháo vì không biết phối hợp như thế nào. Ba là, bộ đội ta từ trước tới nay chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu, chưa có kinh nghiệm tấn công đồn ban ngày trên địa hình bằng phẳng, nhất là với một kẻ địch có ưu thế tập trung máy bay, pháo binh, xe tăng chi viện. Lắng nghe, suy nghĩ ý kiến báo cáo của các tướng lĩnh từng sát cánh trong bộ chỉ huy với ông, gần gũi nhất là đồng chí Hoàng Văn Thái. Chăn trở về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng là không đánh, thất bại là hết vốn. Suy nghĩ suốt đêm 25 tháng 1, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định phải cho lui quân. Phải họp ngay Bộ Tư lệnh vào sáng hôm sau. Trong cuộc họp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận, Đại tướng trình bày các suy nghĩ của mình. Mọi người tuy trong lòng có những điều phân vân trước trận đánh, nhưng nói chung ai cũng muốn cho đánh ngay, với hy vọng vẫn có khả năng giành thắng lợi. Tuy nhiên, sau đó mọi người phát biểu không ai tin rằng trận này sẽ chắc thắng, mà chỉ cho rằng có thể thắng. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định hoãn cuộc tấn công chiều hôm đó. Lệnh lui quân được ban hành đến toàn mặt trận vào buổi chiều. Tất cả các đơn vị lập tức lui về vị trí tập kết. Pháo lại phải kéo ra. Việc kéo pháo ra còn gian khổ nguy hiểm hơn nhiều so với kéo pháo vào. Máy bay địch liên tục trinh sát, ném bom quanh Điện Biên Phủ. Trong vòng gần 2 tháng trời sau đó, quân ta đã nghi binh đánh lạc hướng địch và mở đường rộng hơn, dài hơn chung quanh núi rừng Điện Biên Phủ, lại kéo pháo vào, xây dựng công sự kiên cố hơn. Quân ta lại đào hào sâu hơn, tiếp cận gần hơn căn cứ của địch, lương thảo, vũ khí từ hậu phương dồn lên cho mặt trận nhiều hơn. Quân sĩ chuẩn bị đầy đủ cho trận đánh dài ngày, có thể sang đến cả mùa mưa. Chiều 13 tháng 3 năm 1954, mặt trận dần dần lặn sau dãy núi phía tây Điện Biên Phủ.
chiếc máy bay khu trục cuối cùng của quân Pháp vòng trở đầu về phía đông theo hướng Hà Nội. Sương buông nhẹ trên lòng chảo Điện Biên, toàn mặt trận yên ắng lạ thường. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi điện cho chỉ huy sở pháo binh đã sẵn sàng chưa? Quyền tư lệnh Đào Văn Thường trả lời, báo cáo tất cả đã sẵn sàng, chờ lệnh bộ chỉ huy. Vì có sương mù nên các đơn vị bộ binh đề nghị cho tấn công sớm. Đại tướng đồng ý và dõng dạc ra lệnh, chiến dịch lịch sử bắt đầu, pháo binh bắn thật mạnh, bắn cấp tập. Cùng lúc, toàn bộ lực lượng pháo binh ta 40 khẩu đồng loạt nhả đạn. Lúc đó là 17 giờ 05 ngày 13 tháng 3 năm 1954. Sau đó, 56 ngày đêm quân ta liên tục tấn công, tiêu diệt dần từng bộ phận, từng cứ điểm cho đến khi hàng vạn quân địch đầu hàng, quân ta chiếm được chỉ huy sở của chúng, bắt tướng giặc và toàn bộ chỉ huy của chúng. Cờ đỏ quyết chiến, quyết thắng phất bay trên nóc hầm tướng De Castries. Đó là chiều mùng 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đi vào lịch sử. Sau này, một số tướng lĩnh nổi tiếng của quân đội ta khi nhớ về quyết định lui quân lịch sử ngày 26 tháng 1 năm 1954 đã nói rằng nếu không có nó có thể cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đã phải kéo dài thêm nhiều năm và nhiều người trong số họ đã không thể có mặt ở ngày chiến thắng.